Phạm Thâu Vlog kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất đến từ Phạm Thâu nhé. Xin giới thiệu các bạn, mình đang có mặt tại giáo xứ Công Bồi, thuộc về hạt Bắc Tiền Hải, giáo phận Thái Bình. Hôm nay là ngày Chủ nhật, chầu Chúa Giêsu Thánh Thể thay cho giáo phận tại giáo xứ Công Bồi. Hôm nay có thánh lễ chính tiệc và lúc 9 giờ rước đoàn đồng tế, mời các bạn tham dự. Cũng chuẩn bị đến giờ rước đoàn đồng tế vào thánh lễ, mời các bạn cùng tham quan và tham dự các nghi thức trong thánh lễ chính tiệc chầu Chúa Giêsu Thánh Thể hôm nay. Thank you.
Trong bí tích thánh thể, thay mặt giáo phận, đồng đoàn chúng con hân hoan chào đón sự hiện diện của Đức ông Geronimo, cha quản hạt bà mới cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ban hội đồng giáo xứ, giáo hạ trong và ngoài giáo hạ, đặc biệt là ban hội đồng giáo xứ Hàn Bắc Tiền Hải và toàn thể quý khách gần xa đã về đây cùng với giáo xứ chúng con để dâng lên Thiên Chúa tâm tình thờ lại và cảm tạ tình thương của Thiên Chúa đã thương ban cho giáo phận và cộng đoàn giáo xứ chúng con trong suốt năm qua. Giờ đây con xin kính mời cộng đoàn nổ một tràng pháo tay để chào mừng quý cha tổng đại diện, quý cha và toàn thể cộng đoàn. Và để chuẩn bị cho thánh lễ được trang trọng và rộn ràng, giờ đây xin hội kinh nhạc cùng cử nhạc chúc mừng.
cho chúng ta thấy rằng tại tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên là biến nước lạ thành rượu ngon. Sự biến đổi này không ngừng mang lại niềm vui cho mọi người, mà còn tỏ quyền năng vinh quang của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta. Ngày hôm nay còn rất nhiều điều cần được Chúa biến đổi, nhất là đời sống thiêng liêng với lòng tin tưởng và tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy trình bày những khuyết điểm, những bất toàn và tội lỗi của chúng ta để Chúa biến đổi nên tốt đẹp và thánh thiện, để mang lại cho chúng ta niềm vui, niềm hy vọng và hạnh phúc đích thực. Giờ đây xin kính mời quý cha và toàn thể cộng đoàn hiệp dân thánh lễ tạ ơn Chúa, và xin Chúa Giêsu thánh thể ban muôn phúc lành trên quý cha và toàn thể cộng đoàn. Con xin mời cộng đoàn đứng tham dự thánh lễ. Xin ca đoàn hát bài ca nhập lễ.
đại thiên chúa đến cả tận trời. Thank you.
có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, vì là ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày, kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin, kẻ thì cũng được chính thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc dụng để chữa bệnh, người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói các thứ tiếng, người thì được ơn tiên tri, kẻ thì được ơn phân định thần khí, kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ, kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người. Đó là lời đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilee.
Vì thứ nhất ra là cái tuổi của mình chẳng làm sao nên gọi là bác tuổi rồi nói năng chẳng ra hồn. Thứ hai là vì nó lại ở trong một cái vấn đề nó quá lớn, nhưng mà thôi thì tôi xin thưa với cộng đoàn để cộng đoàn cũng hiểu cho là tôi hết lòng là sẵn sàng để vâng lời về trên. Nhưng mà chúng ta cũng suy nghĩ một chút để mà tập được cái điều mà chúng muốn nói với chúng ta trong bài tâm và bài đọc hôm nay. Thứ nhất là ta có thấy được là nếu mà xét tổng thể thì cái bài lễ hôm nay là Chúa đã dùng cái biến cố này để mà hiển trách Chúa, hay ta gọi là ngày xưa gọi là ba cái biến cố mà gọi là thiên Chúa hiển linh Epiphania, nó gồm có Chúa Giêsu chịu pháp rửa và Thánh Thần và tiền tiến tới Chúa Cha Phát là một nhé. Thứ hai là Chúa Giêsu là pháp rửa, là chịu pháp rửa. Thứ hai nữa là chỉ là pháp luân minh tích này là thứ hai rồi cái tích trong cái tiệc cưới Cana này, rồi cái miệng nữa đó là Chúa gì ba cái đầu tiên đó là ba nhà đạo sĩ đến thăm Chúa lúc bây giờ Chúa còn đang nằm ở trong măng cỏ. Thế thì ba cái biến cố này nó nói lên rằng tất cả sự kiện đã được Thiên Chúa sắp đặt để diễn tả Chúa Giêsu cho nhân loại rằng người là Thiên Chúa đã xuất hiện cứu chuộc nhân loại, cứu chuộc dân riêng của người và toàn thể nhân loại. Thế sao hôm nay chúng ta hôm nay lại suy gẫm về ba cái mầu nhiệm ấy? Nhưng mà có một nhiệm mà hôm nay chúng ta phải cập nhật, đó là cái bí tích Chúa là phải làm tại cái cửa tiệc cưới Cana. Thì chúng ta thấy thế này, có sự liên đới với Maria là nhiều nhất. Tôi nghĩ như thế, mọi người nghĩ như thế. Đức mẹ, chúng ta nghĩ rằng Đức mẹ nói với cái Chúa là bỏ hết điều rồi lại nói với cái người vụ việc là ngài bảo gì thì cứ làm theo. Như thế là thế nào? Như thế là Đức mẹ là trung gian giữa Thiên Chúa và con người đấy. Đức mẹ bảo gì, Đức mẹ xin Chúa rồi, nhưng mà Đức mẹ nói với người ta là hãy vâng theo ý Chúa. Đức mẹ trở thành trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại là như vậy. Cho nên chúng ta không thể nào quên Đức mẹ được. Và nếu như chúng ta thấy được là như có bài giảng này, chúng ta chia ra nhiều ý tưởng lắm, nhưng tôi chỉ muốn suy gẫm về một cái mầu nhiệm là cái vai trò của Đức mẹ ở trong cái mầu nhiệm này, là Chúa đã đến với chúng ta và Chúa đã qua Đức mẹ. Qua Đức mẹ qua biến cố phục giáng sinh của chúng ta vừa hạ đạo đó, rồi qua cái biến cố hôm nay để Chúa đã bắt đầu đi vào trong cuộc sống của con người, đó là hôn nhân. Thì nhân hôn nhân là cái vấn đề là lớn nhất ở trong cuộc sống chúng ta, ai cũng thế thôi. Ngoài mấy người đi tu lên và tất cả chúng ta đều là trong môi trường gia đình, vậy thì Đức mẹ cũng là một người. Đức mẹ đã đến đem Chúa đến cho các gia đình. Cho nên nói về cái mầu nhiệm này thì tôi chỉ có ý nói rằng Đức mẹ chính là cái môi trường hay là cái trung gian giữa Thiên Chúa với nhân loại của chúng ta. Đấy là điều của ta. Cho nên chúng ta xin cho chúng ta ý thức về cách nhận ra vai trò của mẹ ở như thế. Thế rồi chúng ta hãy lại nhớ lại cái điều này. Nếu như không ngoài mẹ ra thì chúng ta có thấy là ai là nhắc lại ở trong cái bài này không? Ít lắm. Nhưng mà ngài nói về ơn của Chúa là chúng ta đã thấy rằng là Đức mẹ còn liên đới cả với cái môn mầu nhiệm mà chúng ta hôm nay Chúa ngự trong cái tích thánh thể đến với chúng ta để ở với chúng ta mọi ngày chúng ta thế. Thì có một cái câu khác mà thánh tu
Thomas Aquino xưa đã đặt đặt đây là Ave Verbum Dei De Maria Virgine, tức là lạy kính lạy mình thấy Chúa Giêsu một thân thật, nên minh bạch thật của Chúa Giêsu là một thân thật của Chúa Giêsu sinh ra bởi Đức Maria đấy. Cho nên chúng ta khi chúng ta lên lễ này chúng ta thấy là có sự hiện diện của mẹ Maria đấy rồi. Khi mà mỗi chúng ta khi trước lễ chúng ta không quên được mẹ, bởi vì mẹ đã là cái người đưa Chúa Giêsu đến cho chúng ta. Thế còn trong những mùa này đã chúng ta có thấy được trong bài đọc ấy, có một ý này này là tại sao lại Chúa lại thưa thưa bà, có lẽ là nhiều người bảo là tại sao lại hay là tại gì không có hỏi gì không sai, nhưng mà Maria này tức là một người phụ nữ thì thưa một người phụ nữ rất mẹ Chúa lại gọi chúng ta là thưa mẹ hay là thưa thì nó phải hay, nhưng mà nhưng mẹ Chúa lại gọi là thưa bà. Tại sao? Thưa chính cái tư tưởng ấy nó dẫn chúng ta về cái lời trong sách Sáng Thế là khi Chúa gặp con rắn đó, Chúa nói là ta sẽ đặt một thù giữa mi và người nữ, và giữa chồng và mi và chồng và người nữ, người nữ sẽ là cái nuôi rồi người nữ sẽ đặt dập đầu mi đấy. Mẹ Maria là như thế, là hình ảnh của người đã đến để cứu chuộc và đem lại cho chúng ta hạnh phúc và đứng đầu những con người mà tức là phản là ai là những người chống đối Thiên Chúa thì phản là mẹ, tức là phải gặp là cái sự cảm cảm này. Tôi cứ nhớ lại cái chuyện này này, nói cho các bà cũng không cảm cái khi mà người ta ghét ghét giáo hội nhỉ, thời gian khó khăn ấy, thì tôi cứ nói là tượng Đức Mẹ cái nào nó cũng để ý, nhưng chỉ ghét mà họ nói là Đức Mẹ là cô nàng Fatima, có người họ nói như thế ở Bắc Cảnh họ nói không phải Đức Mẹ cô nàng Fatima, họ nói như thế là mục đích là để bêu xấu Đức Mẹ, nhưng mẹ không bao giờ sợ xấu bởi vì mẹ sẵn sàng chấp nhận hy sinh cho con cái của mẹ. Cho nên là tại sao tôi gọi Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa hay như là thì hoàn toàn là do Thánh Thiên Chúa Thiên các bạn thấy, và chính mẹ là đấng đã tạo cho chúng ta cái bánh thánh thể này đấy, rồi cho chúng ta cái thân xác của Chúa Giêsu để chịu chết cho chúng ta đấy. Còn cái gì hơn nữa đấy, cho nên chúng ta mới thấy được mẹ trong cái bài đọc này thì đúng là chúng ta thấy được cái vai trò của mẹ Maria rất lớn ở trong cái giáo hội của chúng ta. Thế cho nên tôi lại nghĩ rằng là chuyện bây giờ người ta mới đưa ra để nữ quyền rồi đòi hỏi là đưa cho người phụ nữ lên cái vai trò đó, vai trò kia trong giáo hội hoàn toàn vô tích sự, thì từ Thiên Chúa đưa lên bậc ấy là cao và cao. Chính thánh nữ Elizabeth người được Chúa Thánh Thần soi cho nên bảo Đức Mẹ là bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến quyết tâm tôi. Bà có đọc hành nhiều biết mẹ Thiên Chúa là gì, nhưng mà chính bà đã nói điều tôi có sự thế là khi nào có nghĩa là mẹ Thiên Chúa đấy, thì ai bảo bà chưa có phải là chính Thánh Thần Thiên Chúa bảo là bà ấy bảo là đây tại sao tôi được mẹ Thiên Chúa đến quyết tâm tôi đấy, nó có những cái câu như vậy để cho chúng ta biết hiểu được. Mẹ cũng gọi là bà hôm nay ở trong bài thông chính là bởi nhắc lại cho chúng ta biết cố rằng Chúa đã đặt cho người phụ nữ này làm đất để mà đứng đầu để mà chống đối lại cái sự hạ tả rằng cần tấn công nhà xã giáo hội tấn công nhân loại. Mẹ Maria là vậy đấy, thế Chúa đấy mà đã vậy rồi nhưng mà còn chúng ta thì sao? Mẹ thì nói nỗi đầu, nếu mà Chúa thì Chúa, Đức Mẹ nói đầu là họ hết rồi. Đức Mẹ có phản thì có phải đề nghị hãy chúc cho họ hay nói thế kia, Đức Mẹ có nói không? Mẹ thì nói là họ hết rồi, để Chúa hiểu Đức Mẹ và Đức Mẹ hiểu Chúa rồi, Đức Mẹ sẵn sàng để mà đi hướng tới Chúa rồi. Này tôi là
để mà Chúa diễn tả cái công việc là Chúa đã tỏ mình ra cho nhân loại, thì chúng ta thấy rằng có một cái vai trò cực kỳ lớn của mẹ Maria. Và Chúa nói với Đức Mẹ, trên Đức Mẹ thì Đức Mẹ Chúa chỉ nói rằng Đức Mẹ chỉ nói cái câu vậy, thế là Chúa làm cái ý của Chúa. Chúa không phải theo ý ai, nhưng đã làm đúng ý như Đức Mẹ là cho họ cuộc sống và trung điệu của tôi. Rồi tôi nói chuyện với cha hay là cạnh lại Chúa thì ông ấy uống thì có mà tha hồn đủ 120 lít một lò thì uống mà có mà không thể mấy ngày. Thế nên là bên đám cưới của người Do Thái thì nhiều 3-4 ngày đấy, nhưng mà cũng lớn lắm. Thế mẹ cho những ai mà mẹ chỉ nói là họ hết liệu rồi, nhưng mà thì Chúa không làm gì với mẹ. Thứ hai là Chúa bảo là đối với những người cứu việc á, Chúa chỉ nói cho tôi rằng ngài bảo gì thì làm cả, không phải làm gì cho tôi, nhưng mà làm phải ý của người. Người bảo ra thì làm, người bảo ra đấy. Chúng ta mới thấy là Đức Mẹ cũng nói với chúng ta như vậy trong cuộc sống gia đình chúng ta, là hãy y quýnh bên, hãy làm theo ý của Chúa. Chúa bảo thật với ai, bảo chồng hãy yêu thương vợ, vợ hãy yêu thương chồng, rồi hãy dạy dỗ cho con cái như thế nào đấy. Chúa bảo thế, thế chính là cái việc đó hai chúng ta. Chúa bảo Đức Mẹ bảo cho chúng ta là hãy người bỏ thế nào cứ làm như vậy là ăn chắc nhất có thể. Vậy thôi, quý ông bà và anh em, tôi nói nhiều quá lại cũng dài khi là các ông bà là người. Thế nhưng mà có điều này này, tôi muốn nhắc lại là chúng ta phải gặp báo với Đức Mẹ. Mẹ không phải bỏ chúng ta đâu, và Đức Mẹ không bao giờ thiếu hoạt động trong cuộc sống đức tin của chúng ta đâu. Đấy, chúng ta chỉ có thể thế là có một câu chuyện thì tôi muốn nói là cái vai trò của phụ nữ thì nó lớn lắm, không phải là chúng tôi đi tu chúng tôi nói là thế nào cũng gặp phải. Ngay ở trong xã hội theo cái người phụ nữ nó có vai trò. Tôi người nhớ lại câu chuyện ở cái Pháp ấy, chuyện là lấy bút xoa được một lượng được ta lẽ, tức là 6 cái nhà người tư sản ở Galea. Thế cái thành phố Galea là cái thành phố mà Pháp với Ý luôn là Pháp Anh đánh nhau bây giờ không thể đánh đánh cái thành phố là nó cương quyết đến như là. Thế thì 6 cái gọi là những nhà tư sản lớn ở trong thành phố họ đã hợp nhau lại các nhà trên chức lãnh họ cương quyết đỡ và chống cho chính phủ. Nhưng mà cuối cùng rằng anh đã cùng nữa nó vây chung quanh thành phố đến không bao nhiêu ngày thì không biết, nhưng mà không nhớ, nhưng mà chỉ biết rằng không còn con chuột con đường bò gì đâu, mà thật giết hết đàn ăn hết. Cho nên thành phố cũng làm vậy đau khổ lắm. Thành phố Galea nó ở ngay ở cái, nếu mà xem bản đồ thì chúng ta thấy ngay nó ở cái vịnh bờ vịnh biển của Pháp. Thế thì đang nghe thì nó thằng anh của anh ấy nó bảo nếu như muốn ra được đồ hàng thì phải 6 cái người ra đây vì để mà nộp cái chìa khóa nhân cái thành phố thì nó vào nó mới thả được cả thành phố nó vào. Thế thì bắt đầu là 6 ông mặc áo trắng ra tự trói tay mình cầm cái chìa khóa ra ngoài gặp cái nhà của anh nó không thèm nhìn nói bạn đi. Nhưng mà đêm sau thì bà hai biết là cái bà hàng đầu bà đang đi sau bà đang ngồi sau là cái xe sau. Thế là bảy sáu cái ông này biết là không nói được với trong nhà vua đó thằng đi như vậy. Thế thì là mới lại lại xuống mặt bà ấy. Thế thì xin bà thương hạ bà nói ông nguyên là nói ông vô chồng là bảo là người ta như thế tha như thế là cái gì ông nhà vua nó bảo là
Bây giờ tôi giao cho ông bà Nữ Hoàng làm sao đối với cái vua Sóc người làm truyền. Thế là bắt 7 người thành phố chết khỏi phát chết. Thành phố Cà Lè phát chết. Thế là bà là người mặc lộng thì bà cũng có lạnh. Bà ấy cho 7 người về ăn uống tử tế. Rồi là thay quần áo để khỏi mặc áo trắng. Đấy. Chuyện bây giờ nó vẫn còn để nó vẫn có ở trong cái một cái thành phố ở Paris, nó cũng có cái hình ảnh đắp lại cái sống người này đang trói tay đi vào trong cái tôi cứ tôi đi xem. Thế thì chúng ta mới thấy được là nếu như những người phụ nữ ấy mà tôi có nhìn ra thì tôi thấy là chính Đức Mẹ là cái người đã dẫn chúng ta đi qua những cái đau khổ cái chết để đến với Chúa Giêsu, thì là có sự cái quyền hoặc là cái trung gian của Mẹ Maria. Vậy trong thánh lễ hôm nay chúng ta xin Chúa thương cho chúng ta là nhớ lại có theo một cái mầu nhiệm mà Chúa đang muốn cho chúng ta, thì là chúng ta phải có thể là trong cuộc sống phải kính yêu Đức Mẹ. Thì gia đình chúng ta phải hạnh phúc xứng đáng là chúng ta phải chúng ta hãy cầu xin là thương yêu chúng ta cho chúng ta được trung thành với ơn Ngài và luôn luôn làm theo những gì mà Chúa muốn cho chúng ta làm. Amen. Tôi tin kính phục Thiên Chúa là Cha và Thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
mọi khả năng Chúa ban để phục vụ hội thánh và mọi người. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Đức Maria đã nhận ra nhu cầu của đôi tân hôn khi họ thiếu rượu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu cũng biết nhận ra những nhu cầu của nhau để yêu thương, giúp đỡ nhau khi vui cũng như lúc gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin cho chúng con luôn vững vàng trong cậy vào Chúa, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.
lòng của Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng vậy nào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi những bữa tối sau hết các tông đồ của người vì muốn chúng con tưởng niệm đến muôn đời mầu nhiệm thập giá xin ơn cứu độ, người đã dâng mình cho Chúa làm con chiên miệng sạch, làm của lễ ca ngợi hoàn hảo được Chúa chấp nhận. Nhờ mầu nhiệm đáng kính này, Chúa nuôi dưỡng và thánh hóa các tin của Chúa để nhân loại trên các địa cầu được cùng một đức tin chứa soi và cùng một đức ái liên kết. Vậy khi chúng con đến dự bàn tiệc bí tích kỳ diệu này và được lo đầy ơn sủng dịu ngọt của Chúa, chúng con thấy như được dự tiệc trên trời. Bởi đó gọi là trên trời dưới đất hát bài ca ngợi tờ lời Chúa và cùng với toàn thể đạo binh với tiên thần, chúng con vâng mừng cũng ngôi Chúa rằng
chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc. Và hãy trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con. Nói thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và yên trí muôn đời. Xa rồi.
ban ánh đời là một mảnh tình yêu, nơi chúng con cũng yên tâm đổ ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con xin kính mời quý cha an toàn, và con cũng xin kính mời ông chủ tịch hội đồng giáo sư lên có đôi lời cảm ơn cha. Quý thư sĩ và quý cộng đoàn xin kính mời ông. Con xin trọng kính cha hạ trưởng, trọng kính quý đức ông, kính thưa quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, thưa ban hội đồng giáo sứ liên sứ họ, các ban ngành đoàn hội, quý cố quý cụ, ông bà cùng toàn thể cộng đoàn. Hôm nay là một ngày hồng phúc của giáo sứ chúng con. Trước hết chúng con dâng lời cảm tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban xuống cho cộng đoàn giáo sứ chúng con. Cộng đoàn giáo sứ công bồi chúng con chầu Chúa Giêsu Thánh Thể thay mặt giáo phận. Đây cũng là một dịp cho cộng đoàn giáo sứ chúng con dành nhiều thời gian bên Chúa Giêsu Thánh Thể để cầu nguyện sửa soạn tâm hồn giúp chúng con được phúc sáng hơn. Trong lúc cả thế giới đang phải trao đảo đối diện với dịch bệnh, nhưng tình yêu của Thiên Chúa đã ấp ủ thương yêu giáo phận giáo xứ chúng con được bình an. Con xin cảm ơn cha chủ tế, quý cha đồng tế vì tình yêu mến cha xứ và cộng đoàn giáo xứ chúng con. Các ngài đã hy sinh thời gian về hiệp dân thánh lễ, chia sẻ lời Chúa. Chúng con xin cảm ơn quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ đã đến hiệp dân thánh lễ giúp đỡ và cầu nguyện cho giáo xứ chúng con. Chúng con kính chúc quý thầy sức khỏe, niềm vui và sự nhiệt tình thăng tiến trên cánh đầu truyền giáo. Con xin cảm ơn ban hội đồng giáo xứ Hàm Bắc Tiền Hải đã đến hiệp dân thánh lễ cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với cộng đoàn giáo xứ chúng tôi. Trong ngày đại lễ tuần châu hôm nay, xin cảm ơn cộng đoàn giáo xứ, ban ca đoàn, ban kim nhạc, ban trang trí, âm thanh ánh sáng, ban truyền thông cùng các ban hành và toàn thể cộng đoàn. Các vị đã tận tâm tận lực không biết mệt mỏi góp phần cho tuần châu được long trọng và phát sáng. Xin cảm ơn những người con xa quê vì dịch bệnh nên các vị không thể về, nhưng vì lòng yêu mến giáo xứ, các vị đã gửi lời cầu chúc về giáo xứ và toàn thể cộng đoàn. Nguyện xin tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể và ơn phù phúc của Đức Trinh Nữ Maria tuôn đổ phúc lành xuống bên quý cha và toàn thể cộng đoàn. Con xin đại diện cộng đoàn giáo xứ xin tri ân quý đấng bậc và cảm ơn cộng đoàn. Thank you.
xin chào và hẹn gặp lại các chương trình video sau. Xin Chúa chúc lành cho các quý vị, các quý bạn. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ để Phạm Thâu có động lực làm nhiều video để phục vụ tốt hơn. Có điều gì làm không hài lòng mong các bạn thông cảm bỏ qua. Xin chân thành cảm ơn. Phạm Thâu xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi hết video này. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho mọi người được bình an. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh, like video và chia sẻ để lan tỏa cho nhiều người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại.